không phải là thầy cũ, nhưng mà vẫn là cô già yên lòng. Không biết là mọi người đã nghe cái tên gọi này bao giờ chưa? Yên lòng chưa đúng không? Chắc mà thôi mình hát bài này cũng hay lắm, hay với những người chia tay nha. Ai mà đang thất tình thì thấy hay, còn đang yêu thì mình nghe cho yên thôi. Vui. Xin lỗi.